Do Kim Phan. Mày ngu lắm. Mày bỏ vợ bỏ con, bỏ cha má của mày lên đây để đánh đổ cái gì? Đánh đổ một tờ giấy chúc mà trong đó không hề có tên của mày. Thằng Trí này đã làm sao gì với các người mà các người đối xử với nó độc ác như vậy? Gia đình của các người thật là ác nhân thất đức lắm. Mà cha má mình á, đối xử tệ bạc với tôi. Tệ bạc hả? Còn phải hả? Cha má mình với Di Chúc để lại hết tài sản cho mình với đứa con trong bụng, còn tôi không được một đồng xu cắt bạc nào hết. Vậy bao nhiêu năm tháng tôi ở trong cái nhà này á, chẳng khác nào một thằng người ở không công. Tôi thấy số phận tôi hả, khốn nạn thiệt đó. Di Chúc gì? Mình nói vậy em không có hiểu gì hết trơn á. Hay là mình đã nghe người ngoài người ta đơm đặt. Nè, Di Chúc gì hả? Thì đi hỏi cha má mình đi rồi biết. Người ngoài người ta không có đơm đặt đâu. Từ mai á, tôi ở nhà mướn rồi. Rồi chờ ngày ông chủ ra bắt á, tôi đi theo ổng luôn. Mình chứ không ở đây nữa đâu. Mình ơi, Mình đừng bỏ má con em mà Mình. Tôi nói là buông ra đi. Mình nghe em nói đi Mình. Tôi mình có làm gì trong nhà này đâu. Mình tôi đi thuê mình nhà tôi ở. Mình đừng bỏ má con em à. Mình. Ôi trời ơi. Tôi hiểu nó mà. Nó thương tôi lắm. Tôi kêu nó đi đằng đông hả, thì nó sẽ không dám đi đằng tây đâu. Đó, Nam thấy không? Nó qua thăm tôi, tôi không cho phép vô. Đố nó dám vô. Tại nó thấy xấu hổ giùm cho cha má nó. Đuối lý thì nói được chi. Nghe cách mình nói á, thấy mình cũng xót vợ lắm đa. Nó đang mang dòng máu của tôi trong bụng, sao lại không xót chứ? Vậy còn Năm Kỉnh này, sao mình không xót? Năm á thì thiếu gì đàn ông xót chứ. Nhưng mà em chỉ muốn mình xót em thôi à. Mình nè, hay là nhân cơ hội này mình bỏ cổ luôn đi. Năm bị sao vậy? Nghĩ sao tôi bỏ vợ và dọn ra ngoài với hai bàn tay trắng? Gia sản đó trước sau gì cũng phải thuộc về tôi thôi. Thằng khốn nạn! Anh Phan! Mày giở trò gì đó? Con! Dạ. Đi về nhà Lư! Trời! Đi với cha! Anh Phan! Đi với cha! Cha! Em Xuân à! Nghe nói đi! Em Xuân à! Cha ơi! Đi về với cha! Con giải thích đi cha! Dạ. Không nghe lời nó nữa! Cha! Dạ. Con xin cha! Cha! Mày đừng cha xin hỏi gì với tao! Cha dừng lại! Nghe con nói đã cha! Cha! Hả? Đó chỉ là hiểu lầm thôi mà cha! Hiểu lầm cái gì? Con nói đã cha! Không cho con tao theo một thằng đàn điếm như mày. Cha, có gì đâu cha. À, mình nghe tôi nói nè. Nghe lời cha. Hiểu lầm thôi mà mình. Cha đi. Mình ơi. Đi về với cha. Cha. Về với cha đi. Cha. Cha. Về với cha. Cha. Về với cha đi. Mình ơi. Cha. Cha ơi. Cha. Cha. Cha ơi. Cha ơi. Cha ơi. Cha. Mình ơi. Cha ơi, cha cha. Cha ơi. Cha ơi. Mình. Mình ơi. Anh Xuân, em bị sao vậy? Đau quá mình ơi. Mình ơi. Bảo. Mày làm gì đó? Mày nên làm gì hả? Tôi pha nước cho má uống thôi. Có ai ở đây không? Người đâu? Người đâu? Má la làm chi? Người nhà này á, tôi đuổi hết rồi. Mày. Má à. Người đâu? Má à, bây giờ má muốn tự uống hay là để tôi mớm cho má uống? Buông ra. Uống. Mày. Má à, để tôi giúp má nằm yên hưởng phước của con cháu nha má. Hey.
Má cứ việc nằm yên ở đó đi, không cần nói năng chi hết đa. À, tôi thấy cái di chúc mà cha má viết đó, cũng chính vì nó mà cái gia đình này không còn sung túc và vui vẻ nữa. Cha má có cảm thấy cha má đã sai rồi chưa? Còn có chuyện này nữa nè má, má đừng giận tôi nha.